Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh MyBitcoin. Thì như các bạn đã biết thì tham gia vào Anorock thì có rất nhiều là có những dự án là chạy trên nền tảng, chạy trên mạng lưới Polygon, Matic. Thì nhiều anh em thì không có phí để giao dịch cái mạng lưới này. Thì đây là cái mạng lưới Matic Polygon. Thì mạng lưới Polygon có nghĩa là Matic nó đổi tên thành là Polygon nha các bạn. Nghĩa là Matic đấy. Thì đối với về cái mạng lưới này thì hiện tại thì trên sàn Binance nó chưa hỗ trợ cho chúng ta rút về cái mạng lưới mainnet của nó. Thì hôm nay thì mình sẽ làm cái video này, mình sẽ hướng dẫn các bạn là claim con token Matic để các bạn là dùng để, thì claim nó cũng không có nhiều đâu các bạn. Chúng ta chủ yếu là claim dùng để làm phí chuyển token hoặc là swap token trên mạng lưới Matic này thôi nhé. Thì để claim được thì bắt buộc các bạn cần phải có một cái ví Matic rồi. Thì bạn nào mà chưa biết cách tích hợp mạng lưới Matic Polygon lên ví MetaMask ấy, thì các bạn xem lại cái video mình hướng dẫn các bạn là tích hợp mạng lưới Matic lên ví MetaMask nhé. Thì sau khi các bạn tích hợp xong ấy, thì để mình nói sơ qua một tí, thì vào claim hàng ngày ấy, thì mỗi ngày các bạn sẽ claim được là 3 lần. Thì mỗi lần các bạn sẽ nhận được là 0,001 Matic nhé, 0,001 Matic. Mà 24 giờ mà chia cho 3 đi thì khoảng là 8 tiếng các bạn cờ la một lần nhé. 8 tiếng các bạn cờ la một lần, mỗi ngày các bạn sẽ cờ la được 3 lần thôi nhé. Thì cứ đủ 8 tiếng thì các bạn cờ la một lần, thì mỗi lần cờ la các bạn sẽ nhận được là 0,001 Matic nhé. Ok, thì để cờ la thì để cờ la con Matic này làm phí giao dịch thì đối với là không phải mỗi lần claim các bạn claim được là 0,001 Matic ấy, thì đối với không không phải đối với 0,001 Matic này các bạn có thể là giao dịch đến là 100 lệnh giao dịch nhé. Tại vì cái mạng lưới này cái phí của nó rất là rẻ. Swap thì mình không rõ là nó bao nhiêu phí, nhưng mà các bạn mà gửi token đi ấy, thì khoảng là 0,01 này các bạn có thể là thực hiện 100 giao dịch nhé. Có nghĩa là các bạn có thể là gửi một đi 100 lần á. Cái phí trên mạng lưới Matic này rất là rẻ nha các bạn. Ok, thì để claim được cái con này thì các bạn copy lại cái link dưới phần mô tả video, hoặc là các bạn nhớ là matic.shopee này nè nhé, các bạn copy lại. Ok, thì sau khi các bạn copy lại cái link xong thì các bạn mở cái ví MetaMask của các bạn ra, hoặc là cái ví Wallet nhé. Nếu mà các bạn đã tích hợp mạng Matic lên ví MetaMask của các bạn rồi thì các bạn mở ví MetaMask của các bạn ra. Còn bạn nào mà dùng ví mà ví Wallet thì các bạn mở ví Wallet của các bạn ra. Thì sau khi các bạn mở ra xong thì các bạn nhấn vào cái chỗ chuyển mạng lưới này nhé, các bạn chỗ phần chuyển mạng lưới này, chỗ Wallet này nè, các bạn nhấn vào. Các bạn chuyển đổi sang mạng là Matic Mainnet nhé. Có nghĩa là Polygon đấy. Ok, sau khi các bạn chuyển sang mạng lưới Matic xong ấy, thì các bạn chọn vào phần dấu ba gạch. Sau đó các bạn chọn vào phần một browser DApp nha các bạn, một DApp browser. Ok, sau đó các bạn dán cái đường link các bạn copy vào đây. Đó là matic.shopee nhé. Sau đó các bạn ấn vào nút đi, nút tìm kiếm. Ok, sau đó thì các bạn xác thực tôi không phải là con người. Sau đó nó yêu cầu các bạn chọn lại cái gì thì các bạn chọn lại cái đó nhé. Yêu cầu nhấp vào một chiếc thuyền thì các bạn chọn những hình ảnh nào có chiếc thuyền thì các bạn chọn nhé. Ok, sau đó các bạn ấn vào nút kiểm tra. Ok, sau khi các bạn ấn vào nút kiểm tra xong thì các bạn ấn nút connect, chúng ta connect với cái ví của chúng ta. Các bạn ấn nút connect. Sau khi các bạn connect xong thì các bạn ấn vào mục resend giúp mình. Và các bạn đợi một lúc nhé. Ok, thì sau đó nó sẽ hiện ra cái giao diện lỗi như thế này. Thì nó sẽ hiện ra cái giao diện lỗi như thế này. Thì hiện tại thì cái quét này đang bị lỗi. Thì các bạn chỉ cần ấn vào một reset thôi. Khi mà nó hiện ra trừ lỗi này có nghĩa là thành công rồi nha các bạn. Nó hiện lỗi kệ nó nhé. Thì sau khi các bạn claim xong thì các bạn đợi một lúc. Các bạn quay trở lại cái ví của các bạn này. Các bạn nhấn vào dấu ba gạch này. Sau đó các bạn chọn lại một wallet này này. Thì các bạn đợi một lúc thì khoảng là 0,001 Matic nó sẽ cộng vào ví cho các bạn thôi. Đợi mạng lưới nó xác nhận nhé. Thì ở tại vì mình claim được rồi. Tại vì mình claim được rồi cho nên mình mới làm video hướng dẫn cho các bạn nè. Đây nhé. Đây nè.
Hồi nãy mình claim được là 0,01 matic này nè. Các bạn đợi một lúc thôi. Các bạn đợi một lúc là nó sẽ tự trả về quý cho các bạn nhé. Để mình kiểm tra lại cái quý. Các bạn đợi khoảng là 1 đến 2 phút đó các bạn. Nếu mà các bạn mà đợi khoảng là 5 phút mà nó không về quý cho các bạn á, các bạn có thể là vào trang nó lại nhé. Các bạn vào trang lại, các bạn tải, các bạn lót lại cái trang nó, sau đó các bạn ấn vào một resend một lần nữa nhé, thì nó sẽ về thôi. Connect này, sau đó ấn vào một resend này nè. Nó sẽ hiện ra một cái lỗi nữa nè. Các bạn đợi một lúc thì nó sẽ hiện ra lỗi thôi. Transition send có nghĩa là thành công rồi nè. Đã thành công nha các bạn. Nếu mà nó hiện lỗi thì các bạn có thể là claim lại một lần nữa nhé. Và các bạn đợi một chút nhé. Các bạn đợi một chút, sau đó các bạn kiểm tra lại cái quý. Các bạn qua phần wallet, các bạn kiểm tra lại cái quý của đây nè. Nhận được rồi nè các bạn. Mình về rồi nè. 0,001 nè. Thì mỗi ngày các bạn sẽ được cờ lam là 3 lần, thì cứ 8 tiếng các bạn cờ lam một lần, thì mỗi ngày các bạn sẽ cờ lam được là 0,003. Thì đối với cái số lượng là 0,001 này, các bạn sẽ được thực hiện giao dịch, có nghĩa là các bạn có thể là giao dịch lên đến 100 lần lệnh nha các bạn. Có nghĩa là các bạn send token đi á, có thể là thực hiện trên 100 lệnh send token đi, cái phí nó rất là rẻ thôi nhé. Ok, thì cái mình cờ lam ít thôi, dùng để chúng ta là giao dịch các con token trên nền tảng thôi. Còn bạn nào muốn chích chét hay là tạo nhiều quý thì các bạn có thể tạo rồi các bạn gửi về một quý, đơn giản mà. Ok, thì như vậy là cái video mình hướng dẫn các bạn là claim con token Matic của mạng lưới Polygon Matic đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã xem, hẹn các bạn video tiếp theo.